Chồng hoa khôi Thu Hương nhận đền 240 triệu thay tài xế cứu người. Quý vị thính giả thân mến, câu chuyện về tài xế Đỗ Văn Tiến, người đã có cú đánh lái xuất thần để tránh tông trực diện vào hai nữ sinh bị ngã ra làn đường ô tô đang được dư luận quan tâm đặc biệt. Nhưng tài xế Tiến đang đứng trước nguy cơ phải đền bù 240 triệu đồng và bị thu bằng lái do làm hư hại chiếc xe tải của công ty. Trước lòng nhân ái và sự dũng cảm của người tài xế, anh Nguyễn Hoài Nam, chồng hoa khôi thể thao 1995 Thu Hương, đã tuyên bố sẵn sàng trả khoản tiền 240 triệu đồng thay tài xế Tiến, đồng thời trả lương đến khi anh nhận lại bằng lái nếu anh Tiến phải chịu phạt. Theo đó, ông xã Thu Hương tuyên bố, nếu anh lái xe bẻ lái cứu hai cô gái đi xe máy bị đền 240 triệu và giao bằng lái, tôi xin nộp thay số tiền trên và trả lương cho ảnh tới khi trả lại bằng. Tôi chỉ muốn nói, cảm ơn anh và phản xạ tuyệt vời của anh đã cứu hai mạng người. Các anh lái xe hãy luôn cứu người, mọi người sẽ không bỏ rơi các anh. Chỉ trong vài giờ công bố bài đăng của anh Nam, nhận được hơn 8.000 lượt thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều nhân vật nổi tiếng như là MC Phan Anh đã bình luận cũng như gửi lời cảm ơn, lời chúc đồng lòng muốn giúp tài xế Tiến cùng anh Nguyễn Hoài Nam. Hoa khôi Thu Hương dí dỏm ủng hộ chồng giúp đỡ người tài xế dũng cảm. Anh Nam là ông xã của Thu Hương, hoa khôi thể thao năm 1995, Á hậu 2 quý bà thế giới. Đại gia Hoài Nam sở hữu hàng loạt khách sạn sang trọng tại Hà Nội cùng nhiều dự án bất động sản.